Chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại về một mẫu đồng hồ nữa. Đây là cái mẫu đồng hồ gì thì mình cũng không biết. Đây người Nhật người ta mua, à người ta mình mua ở Nhật xong người ta gửi về cho mình đây. Hộp của như thế này nha mọi người nhá. Đấy, nguyên zin như vậy, bây giờ mình sẽ khui cho mọi người xem. Mọi người mua đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp Facebook của mình nhá. Link Facebook mình để ở phần mô tả. Đây mẫu này là mẫu Hamilton này, mọi người nhìn thì biết đấy mọi người nhá, hộp Hamilton này. Mình sẽ mở ra. Đây. Mẫu này là mẫu Hamilton này, còn nguyên hộp này, mắt thừa này. Đây, mình mở xem nó có gì. Này tờ này chắc là tờ này là hướng dẫn sử dụng. Đúng ra là nó phải có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng cơ, nhưng mà bị mất rồi sao này? Không còn, chỉ còn như thế này thôi. Đây. Nó chả có gì cả. Đây mẫu này thì là còn rất là mới nha mọi người nhá. Này. Có máy tinh luôn, kim cọc sắc nét. Mình mở cho mọi người xem. Mẫu này thì là đít liền nha mọi người nhé. Đít liền này. Mẫu này có mã là, đây là H395150 này. Có thông số là chống nước 50m này. Máy cơ nha mọi người nhé. Size 40. Nên có tay dừng kim dây đủ hết. Mặt kính là kính sapphire chống sức mọi người nhé. Dial màu đen xì luôn này. Cọc số 5 mã. Có lịch ngày. Đấy, vỏ làm thép không gỉ. Dây rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Dây 9 chỉ này, đeo dễ lắm, không đau tay. Không cảm giác tay không bị khó chịu, tất cả đều nguyên zin hết. Đây. Size 40 mọi người nhá. Đấy. Mẫu này gọi là dùng lướt mọi người nhá, còn rất là đẹp luôn á. Nhìn ánh điện như vậy thôi nhưng mà xước, mọi người nhìn dây thì biết này, đấy. Xước rất là ít. Mọi người mua thì cứ inbox trực tiếp cho mình nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh, xem video của mình nhớ đăng ký kênh nhé. Chào mọi người, cảm ơn mọi người.